Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Vâng, xin em. Ôi Huy ơi, hay mày ngồi nốt đến xe này đi, hai trận nữa thôi. Vâng, quả đầu 7 cây đi chém rẻ và một bầy hươu đây rồi. Ta muốn đưa dân sáp vào đây và bê cơ. Một bỏ quà 7 cây dành cho cái thủ sĩ Yamato ở trong trận đấu này, một bầy hươu sau bỏ quà. Chúng ta đến với xe đấu chung kết anh em nhé, sẽ không còn là kèo chạm 3VC nữa. Mà đây sẽ là kèo đấu chỉ có 3 xe đấu thôi anh em ơi. Do là Nâu Bột và Chim Sẻ Nắng đang có việc đột xuất và chúng ta sẽ... Giạt lắm, hôm nào đánh kèo cùng với nó cơ. Nó chửi cho. Làm vòng đi dò thì không phải đấu này thôi. Giờ sẽ chạm 2VC anh ơi, xe đấu chung kết rồi anh em ơi. Đánh 3C rồi ạ. Chúng ta có nói Chim Sẻ, bài Hitty đã bắt đầu có voi, có bầy hiêu. Vâng, hai hiêu một voi đến Chim Sẻ. Sĩ Yamato bảo vệ đã có hông xịn rồi, có vàng trong chưa? Được. Bài đủ rồi nhá. Bên kia thì không biết sĩ như nào, sẽ là bài hai hiêu một voi quả phụ đây rồi. Bài ổn anh em nhá. Cố gắng giành thắng trận đấu này, Mạnh Hào là người gumper nên là chúng ta cũng phải hết sức đề phòng. Nếu gumper Mạnh Hào điên điên lên xả cho thì Mạnh Hào hay có mấy bài đột biến anh em ạ. Trận trước là bài Mạnh Hào dâng lờ chém 4 luôn, còn công ca chắc chắn đâu cũng sẽ bơm đồ thôi. Nhưng mà nói chung đó là bài đấy nó khỏe. Ai à, không xịn đấy. Vàng thịt. Âm thanh ánh sáng gọi là đầy đủ luôn. Và phụ này xem có được đi ăn không. Hai quả phụ đến từ cái thủ sĩ Yamato. Bờ chậm 2 dân tới từ Mạnh Hào. Cơ hội đây rồi. Ôi, nhiều quả thế. Không. Không có quả giữa nhà. Sĩ đang cố gắng lùa ban hiêu này về thôi. Bài 3 quả phụ từ sĩ Yamato nhưng mà sẽ chỉ ăn 2 mỏ thôi. Cái mỏ quả sát mép bản đồ đây với mỏ quả trong hốc của mình nữa. Voi về 1 con, hiêu về 3 con. Thế là đủ rồi. Với bài Maxi này nhưng mà gỗ đầu xa quá. Hôm nay đánh 3C thôi nhá anh em ơi. Vừa chốt lại khi mà Chim Sẻ Nắng và game thủ nó một có biết đột xuất anh em ạ. Nên chúng ta sẽ đánh 3C thôi anh em ạ. Live Facebook tên là gì vậy? Facebook là Chim Sẻ Nắng anh em ơi. Sao không lẽ đầu bên kia em? Đây là S đầu đến từ sĩ Yamato. Nó cố gắng đưa mấy con hiêu về. Và đi ăn quả phụ rồi. Bơ cánh sẻ. Chéo luôn chứ. Cái này sẽ là Summer đâu một thì tất nhiên là chúng ta không chọc Summer làm gì rồi. Và đây là cái game thủ Chim Sẻ. Gì đấy? Ôi. Thôi đi. Chết dần rồi. Bạn này là bài bo nhỏ gom cung đến từ Chim Sẻ. Và sĩ sẽ có y. Không ăn. Rồi con voi được đưa về đây rồi. Bài bo nhỏ gom cung rồi, sĩ phải có y. Thấy bảo bầy hiêu giữa nhà có cạnh rừng luôn. Đây là máy của game thủ sĩ Yamato. Bắt đầu kéo dân ra khai thác mỏ quả phụ mình rồi. Ken em mỏ quả trên kia nó quan không? Em trai ơi. Thử xem nó có ăn hay không. Rồi đây là trước nhà BG để khai thác mỏ quả phụ đến từ sĩ Yamato. Như vậy là 8 phút 15 với 26 dân Max C dành cho bài đấu này. Chuyển đánh 3C anh ơi, đánh 3C rồi ạ. Đây xe BB. Đấy anh, thực sự là anh thắc mắc tại sao không có BS ở bên cái rừng bên phải nhờ. Sáng bõm lên. Không, ý là đầu bên phải thì nó đẹp hơn. Những cái đầu nó chối tỉ. Rồi đây sẽ 25 dân thôi, 26 dân trừ 1. Rồi lên đời xong, BA. Đánh kiểu đẹp dai luôn, BM. Tí bó nốt bầy hiêu đấy còn cuốc anh em nhá. Úi giời. À, vẫn lên sớm thế nhờ, chậm 2 dân mà lên sớm thế.
Cơ cấu yếu vãi là cái S2 đi à? Và cụ gắt đi vào bảo nó cơ cấu yếu. Rồi giải quyết thêm bầy hiệu này nữa thôi, chim sẻ nắng thôi. Vẫn cố nhét. Ui. Đó là con giò của màu 3 mạnh Hào vào đây rồi. Hào không dám vào. Lên giáp cùng T. Và liệu có tấn công cái gì đến mạnh Hào hay không thì anh cũng chờ. Hào đang chọc hiệu sẻ bên ngoài rồi. Vâng, đây là máy của chém rẻ. Đang chéo sang nhà mạnh Hào. Tô 1 sẽ là người đánh cung ở trận đấu này thôi, Summer. Chém rẻ thì đã bo kín hốc của mình rồi và đang đưa dân về. Đây là của nhà BA, Tô 1 đánh như kiểu dân Nga luôn. Hai nhà đội bạn gần nhà chim sẻ hơn. Và Sĩ sẽ đưa tân dân này vào trong hốc của mình. Đây, mỏ vàng đây, không hề bo bế luôn. Đợi lên đời đóng y tới từ Sĩ Yamato. Xiên, Tô 1 đóng A hướng với nhà em mà, đây là BI rồi. Một y tư sĩ và mạnh Hào có lạc đà về thủ con giò của sĩ Yamato em tình huống này. Một con thủ thôi và chém vào giò sang đây nhá. Pha về không thành công với game thủ sĩ Yamato và giò của mạnh Hào đang lao vào chóng mất một dân thôi. Lạc đà đến không kịp vậy y chuẩn bị ra rồi làm móng ruộng nô một hai cái móng chém con giò của mạnh Hào. Ok làm con dân nữa. Tháp lại ở số là 26 đến từ sĩ Yamato, đưa y sang nhà Hào đi. Hai y luôn rồi. Rùi. Đấy, đấm mỏ vàng đi. Thả con chém vào khu vực làm ăn của game thủ No 1. Và giò vẫn đang chạy bên phía nhà Mạnh Hào. Vâng, đội bạn đang ăn hoàng giữa bản đồ. Tháp lại sĩ đang ở số đó chính là 28. Đóng e đi em ơi. Đóng e mới nở được quân nhá. Đang đi vào 4 đây rồi. Rất loằng ngoằng khi mà đang mắc đó chính là con vực nên chưa đi được. Để bạn có cung lừa và sẽ ốp nhà sẻ sớm thôi. Đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là 25. Và y của sĩ đã đến BA đây rồi. Cho y lên nhà đội bạn đi em ơi. Và tham lai là số là 28 trên 48. Rất nhiều thủ chim sẻ thôi. Ăn hoang thêm mấy hiệu nữa và lạc đà mạnh hàm đang có rất đông. Ây à. Và bị chém tân dân ở bên phía giữa hai nhà. Không. Ăn hoang hết rồi. Nó một nhìn cũng loang hoang lắm. Đây là những con lạc đà từ game thủ Mạnh Hào. Chưa thấy nó một đến. Nhà nó một cũng rất loang quang rồi. Và Mạnh Hào đang đuổi tân cung của chim sẻ. Đây là tân cung lửa của nó một bắt đầu lao vào rồi. Vâng, 25 trên 48 là tham lại hiện tại dành cho bài đấu này. Một bài đấu đánh kiểu gom cung tới từ game thủ chim sẻ. Và cung lửa nó một bắt đầu đến. Sẽ đưa quân ra bắt luôn từ này rồi. Không có pha vẩy e. Hit and run cung lừa đội bạn vẫn đang giữ từng quân cung một. Nô 1 không hề có giáp ở trong trận đấu này. Và tham lai chim sẻ là 26 thôi. Bởi hiệu này không biết có bị chơi hay không. Có hốc. Đang ra 2 y đều. Vâng đưa cung đi bắn đội bạn không. Đi bắn mạnh Hào một tơn nào quét một tơn đi. Bởi hiệu sao kìa. À không phải. Ừ nô 1 vừa đi qua bởi hiệu này. Tham lai chim sẻ đang số là 27. Vâng lạc đà mạnh Hào vẫn đang là rất đông để đi cung lừa cái thủ chim sẻ. Mặc dù chúng ta đã có giáp. Và Nô 1 lại quay trở lại mỏ gỗ này của thủ chim sẻ nắng nữa. Và đang vẩy e để bắt quân, bắt dân của chim sẻ. Chú ý bị vẩy e. Và tên vẩy e 9 giờ của Nô 1. Tham lai đang số là 20. Thì chim sẻ đang ốp vào nhà BA đối phương. Và những con cung rờ hitty. Nhưng lạc đà Mạnh Hào đang là quá đông ở trận đấu này. Thôi chết rồi. Và nó quay rồi. Cả giáp cả chiêng đi em ơi. Và tham lai là 14. Thì chim sẻ đang chạy về hốc của game thủ sĩ Yamato. Và đây là máy của sĩ Yamato với tham lai 36. Bơm đồ cho sĩ lên chiêng 3. Thằng chiêng. Rồi chiêng 3. Lên giáp. Lên BB kìa. Rồi vào đây. Giải y quanh nhà bung nhà chính trong hốc đến từ sĩ rồi và đang có y đi cày nhà đội bạn. Tham lai là 35. Đi sang chém Mạnh Hào đi kìa. Đừng có đen cái BS đấy. BS đấy là BS đang nâng cấp đấy. Đưa chém sang chém Mạnh Hào thôi. Y đi dùi nhà No 1 đây. No 1 cũng bay hết nhà rồi. Để bạn nó tích được quân. Đi chém Mạnh Hào mà. Chém mày ấy.
Vâng, đang hay. Đấy, đang luôn chỗ BM ở kìa. I3. 4 bay hết rồi. Cho chém lên. Ơi. Sắp đều đi. Một con cung R thôi. Đây là mỏ vàng của Mạnh Hào. Rồi, đây là những con lạc đà Mạnh Hào đang kéo về. 3 y rồi, sắp đều y nào, sắp đều y nào. Vâng, thăm lại là 34 và đưa hai con y bên nhà 44 sang, sóc đều y ở nhà, nở đều ra đây để đợi sẻ nở cung. Xem cái BM hở không. Vâng, y của sĩ đang sang nhà Mạnh Hào đây rồi. Đây. Vâng, Hào đã bắt đầu bị mẹ xin lỗi là Mạnh Hào đã bị chim sẻ nắng rỉa rồi, bơm đồ sẽ nở quân thôi. Nở y đều. Thăm lại ở số đó chính là 35 rồi và Mạnh Hào đang chuyển cung A. Vâng, xiên nhà đội bạn thôi. Bốn nó chạy về giữa nhà đây, nó vừa đưa dân đấy, nó chạy về nhà đó đấy. Và đây là máy của game thủ chim sẻ với tham lai 12 rồi. Hào không khỏe rồi nhưng đang chuyển A. Và quan trọng là game thủ Nobot đã vừa có một tên chạy dân về phía nhà mình để hồi lại thì phải. Đội bạn chuyển A như thế này thì đội bạn sẽ không công được hốc của sĩ rồi. Và 15 đấy từ chim sẻ đang đi rỉa khắp nơi và tìm cơ sở hồi của Nobot. Đây, hồi nhà mà, nó bảo chạy hồi, chạy về nhà hồi mà. Cho y quay lại nhà nó một đi em ơi. Sĩ bên này thăm lại là 35. Đang sóc đều 3 y. Vâng, bơm bớt gỗ cho sẻ đi. Đang gì ở, xin lỗi, đang cho y đến cày nhà nó một. Đấy, nó một lại chạy ruộng rồi, đén hết ruộng nó đi. Hào chuyển A đâu đấy sẻ. Vâng, thăm lại là 35 ở trận đấu này. Bơm bớt gỗ sẻ đi em ơi. Rồi, giữ lại 100 gỗ. Chỗ nào? Đấy, đem ra đi. Đấy, ra đi, ra đi. Ok. Rồi, vậy cái ruộng kín lại. Rồi. Ba giờ đây ở ngoài luôn, đừng vào nữa. Nó một đang rỉa y của game thủ sĩ Yamato. Và sẻ bây giờ sẽ đóng lại nhà BA. 3 y đều. Chặt cái móng gỗ đây đi. Đâu, đưa y đứng dần cái mặt nó đẩy đi. Đèo rồi đến kìa, lạc đà đến kìa. Cả cung A đến luôn. Xuyên đây. Vâng, đây là cung A của Pơ nhà Mạnh Hào. Đưa chém lên nhà nó, đừng đưa chém về đây nữa. Vâng, sẻ đã bị quẩy mặt kia. Tham lai được số là 22 đấy, chim sẻ xiên đi kìa, xiên đi kìa. Cung R nó 1 kìa. Vâng, 21 đến chim sẻ rồi, 3 BA. Ngoài bên phải, à bên trái, bên trái, bên trái. Cho tên thử gỗ đi, sóc đều quân ra mà đỡ nhà cái trò này. Chú ý ở sắp mép bản đồ nhá, cho một con đi về sắp mép bản đồ 6 giờ đi. Sẻ thăm lại là 23. Bên này thì sĩ thăm lại là 36 cơ. Đang đưa y ra mặt 9 giờ đây rồi. Rất nhiều y đến từ sĩ Yamato và Max C này. Lần này thì sĩ có một cái hốc đẹp dài đây rồi. Kìa, cung A trên tông, lùi, 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 lùi. Cho nó xuống đi, đừng ra đấy. Vâng, thăm lại là số là 35, tới từ game thủ sĩ Yamato. Và có một tên đi vòng phía sau. Và tên đi phía trước chết hết rồi. Rồi, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, sẻ ơi. Rồi, vẽ đây, vẽ gì không. Đèo vào đi kìa, y vào đi kìa. Chọc đi. Vẽ đấy. Rồi, bắt cung A đi. Chọc đi, hay quá. Đi luồn ra phía sau, tơn rất đau vào nhà, vào xin lỗi, vào tơn cung A của game thủ Mạnh Hào. Tham lai là 35 dành cho sĩ Yamato 7E rồi, xiên em ơi. Đây là chim sẻ. Vâng, chim sẻ tham lai 26 7E. Vâng, Mạnh Hào đã mất hết ruộng ở nhà rồi, nó một có 4 cung R ở đây thôi thì tuổi gì. Cu. Rồi, ngọt rồi, ngọt rồi, ngọt rồi anh em ơi. Hào mất ruộng ở nhà rồi khi mà đi cung A như thế này rồi. Như thế này là ngậy lắm rồi đấy. Tham lai là số là 27 tới từ game thủ chim sẻ nắng. Và bây giờ thì mình nghĩ là sĩ sẽ sóc ít y hơn để có thể nuôi chim sẻ nắng ra cung R. Và tỷ số là 2-1 chúng ta trong trận đấu thứ 3. Ok anh em. Vâng, cái hốc cứu đời đây rồi. May quá anh em dài đã kịp thời comeback ở trận đấu này các bạn ơi. Vâng, 2-1 cho chim sẻ nắng và sĩ Yamato ở trong trận đấu thứ 3. Chúng ta cùng chờ đợi trận chung kết sớm cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây thôi. May quá.